Xin chào các em. Bây giờ chúng ta cùng học đố con vật nhé. Đây là con gì? Con rái cá. Con rái cá. Con rái cá kêu thế nào? Lông của nó có màu gì? Màu nâu. Màu nâu. Nó có bộ lông ngắn nhưng rất dày. Con rái cá đang ăn con gì? Con rái cá đang ăn con cá. Con cá. Rái cá là động vật ăn thịt thuộc họ chồn. Con rái cá đang làm gì? Nó đang bơi. Nó bơi rất giỏi. Bây giờ chúng ta cùng học lại nhé. Đây là con gì? Con rái cá. Con rái cá. Con rái cá kêu thế nào? Thank you.
Lông của nó có màu gì? Màu nâu. Màu nâu. Nó có bộ lông ngắn nhưng rất dày. Con dái cá đang ăn con gì? Con dái cá đang ăn con cá. Con cá. Dái cá là động vật ăn thịt thuộc họ chồn. Con dái cá đang làm gì? Nó đang bơi. Nó bơi rất giỏi. Bây giờ chúng ta cùng học lại nhé. Đây là con gì? Con dái cá. Con dái cá. Con dái cá kêu thế nào? Lông của nó có màu gì? Màu nâu. Màu nâu. Nó có bộ lông ngắn nhưng rất dày. Con dái cá đang ăn con gì? Con dái cá đang ăn con cá. Con cá. Dái cá là động vật ăn thịt thuộc họ chồn.
Con dái cá đang làm gì? Nó đang bơi. Nó bơi rất giỏi. Bây giờ chúng ta cùng học lại nhé.